Rồi, đây là cũng là một kết quả của dước mà chị này trước đây, xin lỗi chị tên gì hả chị hả? À, tin vui. Dạ, chị Vui, chị trước đây chị đã cái cơ thể của chị đã từng có cái vấn đề gì mà là dạ với chị hả? Trước đây á, chị là cơ thể của chị rất là mệt mỏi. Chị đi làm về chị cảm thấy chị mệt quá, chị không biết dùng cái gì nữa. May mắn quá, gặp Ngọc là đưa cho chị cái SLX nước này, chị uống rất là khỏe, chị đi làm rất là khỏe, mà cảm thấy trong người nó giống như là nó làm cho con người mình giống lên lên thiên đàng vậy đó. Mà tự nhiên á, mình hút thuốc á, từ hồi lúc mười mấy tuổi Wow. mà tới bây giờ là mấy chục năm rồi đó, gần bốn mươi mấy năm rồi đó. Mình không nghĩ là mình không bao giờ bỏ thuốc lá được, mà tự nhiên mà bây giờ mình cảm thấy cái SLX Youth này nó làm cho mình cảm thấy rất là giống như là thuốc tiên vậy. Mình nói là không phải là thuốc tiên là cũng quá đáng, hiểu không? Cái SLX Youth này nó làm cho mình nó, con người mình nó giống bỏ thuốc lá luôn, Hay tự vậy. nhiên bỏ hẳn luôn, không có thèm tới mà nghĩ tới thuốc lá là rất là sợ. Hay quá vậy. Mà cái tay của mình á, lúc á, mình đi giũ neo với tay của mình á, nó rất là mệt mỏi, nó đau lắm, nó nhức lắm, chịu không nổi. Mà từ ngày uống cái SLX Youth này vô á, cũng hết hẳn luôn, không còn đau đớn, không còn gì hết. Chị dũa neo bao lâu rồi chị đã đau nhức cái đó bao lâu chị hả? Đau khoảng 7-8 năm nay rồi, mà không biết cách gì để cho nó hết. Mà chị có xài gì hôm Không trước có đây? xài cái gì hết, mình nói ủa may mắn sao mà tìm cái được thứ nào mà uống để cho mình nó khỏi đau. Hên gặp may mắn người em gái của Vui này đưa tới cho Vui, hình như là xui khiến sao đưa tới cái SLX Youth này, uống rất là khỏe. Mình cảm thấy công nhận cái SLX Youth này nó làm cho bao nhiêu người, không không biết bao nhiêu người, nhưng mà mình cảm thấy mình uống rất là tốt. Nhưng Chị mình dùng chỉ được bao khi lâu rồi chị? dùng được coi như là 2 tháng nay rồi đó, Wow, mới có 2 tháng mà nó hai héo tháng vậy rồi rồi. đó. Mà mình muốn chia sẻ các bạn nào mà muốn uống thì nên dùng cái lắp vuốt này. Mình chỉ thật lòng là mình chia sẻ như vậy thôi. Nếu mà các bạn nào muốn cái sức khỏe mình có cái sức khỏe thì các bạn nên dùng cái lắp vuốt. Là Vui chỉ có nhiêu đó thôi. Xin chào các bạn nhiều lắm. Cảm ơn chị, rất là cảm ơn chị. Chúc mừng chị.